Đó. À, à, đẹp, Đó, đẹp. cái này cái này đó. Đẹp ghê chứ Đó, bộ. còn ở dưới đẹp không hả? Đó, ở này có cái thơ của cậu là nó hơi khô rồi này, bữa nay là mai là chú quét lại cho con này, thấy À, cỏ chết chưa? không? Không chết, Không chết cỏ thì à? cháy rồi, À, không, chết. cỏ thì cháy rồi, nhưng có bò cỏ này thì nó không chết, không chết thôi này. Bữa nay chú phát có trong cái bụng răng này ra để chiều nay chú bỏ phân À. đó, phát cái này ra là đều bị bỏ phân này, cái cỏ này nó không có cháy nè, còn cái cỏ này thì nó cháy rồi, thấy không? Sao nó lì dữ vậy? Nó lì lắm mà hai thứ thuốc luôn á. Đó, tranh thì cháy rồi đó, tranh thấy chưa, tranh không? Thôi chết vậy cũng 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 tương đối rồi. Đó là ấy là cái chòm kia nó già quá, nó có ngay cây mà mấy cây mờ đó. À. Đó, mấy cây con thấy đẹp à, cái con này xanh ôm luôn á. À. Đó, Đâu chú đi. đi rồi. Đợi chú đi một vòng đi. Đó. Không, giờ thấy dần lá chú mới qua mới đợt ra để bỏ phân xăng là bơm cho đợt nữa nè. Thấy không, À. thấy cái dần đầu cái không? À. Thấy chưa? Thấy rồi. Đó. Đó. Con cũng vậy nè, không? Đột mừng mẫn luôn á. Mến mệt luôn hả? Cây 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 nhỏ lớn gì cũng xanh mà cũng thấy nó xanh thành đen không? Xanh. Đó, cây nhỏ cây lớn này chú làm này cho chú xả rác nè, không? À, xả Chú gom lá. này chú bỏ đó. À, cái con này thấy chú làm chưa? À, Đi xả. đây nè. Ôi, sập dữ rồi chú. Phải làm vậy chứ đâu có làm. Đó, cây to cũng vậy, làm cho nó đàng hoàng cho làm. Đó. À. Cô đừng 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 giật cho chậu phía 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 trong mấy cái con phía trong trong cái bờ mương của họ á. Còn bụi nữa. À này, hai cây lớn không? Thành ngâu thành cứ màu. À. Đó. Đâu đâu chú đi ra phía phía bờ 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 ao. À, Bảo ông rồi. chỗ này chỗ chòi hả? Ngay chỗ này, đó, cái này góc qua góc chỗ này. À. Cái là đâu có người mày thấy là mày thấy mày mà không thấy chứ mày thấy mày ghiền luôn, mê luôn. Thấy mê luôn hả? Thiệt mà nó xanh lắm, đẹp lắm, anh thân họ nhiều. Chúng nó mới 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 học Đức là mua cho con 4 bao hơn 15 á. À. Mua 4 bao chứ 3 bao xả bỏ không đủ. Đúng rồi, cứ cứ mua cho nó đầy đủ đi. Nhưng mà nó là 450 một bao lận. 450 thì kệ. Chú mới qua chú hỏi đó cậu có đồng nó kêu là đợi hai bữa nữa có đồng rồi thì chú sẽ cho. À. Cây con vẫn xanh đó. Vẫn xanh hả? Xanh nó thì con coi con thấy không nè, rất là chú coi cho bỏ đống này. À. Thấy Mấy lá cây ra. này là mấy cây này là của cậu cô quát rồi đó nè, để bữa xịt đồng là bổ đống là khô luôn á. À. Vậy sao mẹ nữa, hai hai vợ chồng kia vô nó kêu là mẹ nữa vườn này sắp chết hết rồi. Có đủ mẹ thả hai chồng nào Hai đó thì phải nói cho đi con này đó. hai vợ chồng ông Hưng ông dẫn vô kêu là vườn này cây sắp chết hết rồi. Đó thì con coi này đó, À. Mẹ cây người ta vậy mà nó kêu vô kêu sắp chết hết rồi. anh đang dài đó, các cây sắp bìa rồi, mấy cái lớn sắp bìa này ha, À. sắp bìa bị ô này, chỉ có cây đây là nó cái đồng này, cây ngay cái góc ngay cái trụ điện này, À, cháu cái nhớ trụ cái mà đấy là ngang cháu. qua đó. Bữa đó là hai thuốc là cô quét ở đồng đảo này. À. Cái cây nè cỏ khô này không, À. sót mấy chú nó bìa đó. Bò hồ lịch thấy chưa con rồi đó, thấy không? Mấy cái À. đó luôn thằng thấy rồi đó, giờ đi bỏ lại cho nó đợt nữa. À. Bò hồ này nó cũng dòm, nó dòm nó lên từ đây cũng dòm ra ra, ra ngoài kia cũng dòm, thấy thấy không? À, thấy rồi, cho nhớ cái chỗ này rồi. Ngay cái góc bò hồ này À. Còn thấy còn không? mấy mấy cây trên hồ. Đó, đây mấy cây đi hồ đây. Đây nhân vật của hồ này đó, mới bỏ phần bữa bỏ mười mười ba mươi mười mười á À. đó, thấy cỏ khô cháy chưa không nè, dưới hồ À. nè. Cái đó À. nó hay vàng xí thôi, cái cây này là nó bị gốc là cô phát hiện là thấy nó vàng nhưng mà nó cũng bữa nay nó cũng đứng rồi À. đó, chỉ có cây này thôi. Trái là trong vườn đâu còn trái nào ạ?
Hả? Trong vườn đâu còn trái nào hả? Không. Đây nè, thấy thấy dàn lá sen không? Dài đẹp dài mà cũng mẹ thằng nào giống chị. Ông Hưng ông dẫn thằng hai vợ chồng nào vô kêu là vườn này sắp chết hết rồi. Cái đồ. Cho nhìn đỡ để chạm với rồi chiều trưa rồi chú chụp cho mấy bộ hình rồi chiều gửi cho con. Con Thấy không làm trong trận, thấy làm trong trận không? cháu nhìn thấy Kiệt cháu chứ. á. Thổi lá rồi có dỡ cái phần 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 bò ra Từ 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 bây giờ công việc nó còn để đi chú phát chú bỏ phân đã không? Lấy trống trống đấy chú ủi ạ. rồi thấy trống không nó thoáng vậy nó khô khô ráo đất được Bữa nay trên đây nắng nắng hay là như thế nào? nắng nắng trời Nắng hả? họ đã không tục cầu có gấp ông cái cày lớn góc nào cũng được cũng thoáng hết chưa không tùm như đợt trước nữa đó cái tấn nè đó rồi cây đây này hay làm thấy trống không Trống. à. Tháng Đó, cây lớn mấy có nay không vườn vườn chú làm cái gì đấy? để hôm con qua là chú phát ở vừa xong rồi nhờ bữa nay đi làm cho con này nè thấy 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 dân lá cây lớn này bự đẹp không anh đang dài mà kêu rồi cháy cái chỗ nào này, Xong mày thấy móng lưỡng luôn á xanh đen như vậy mà chê. mẹ cái chú xong có quảng cáo nhưng mà đó con nè thấy không thấy kỳ lắm xanh dài mà đó còn nãy là phía tây này còn phía dưới kia là này, chú điểm phía dưới con coi nè đó cây ta là chú làm thấy nhỏ lắm nhưng chú làm thấy sạch trơn Có bị rầy không? Rầy nó hút không? có mấy cây nó ra sao quá nhưng mà ít hả sao có mấy cây được ở trên đọt ít xa xa đó cây lớn này đâu có bị chết đâu có mấy cây mà nó ra đâu chết đâu Chừng nào mà chú qua cái rẫy chú xuống đuôi rẫy coi, xuống đuôi dưới đuôi á. Đấy, nó cũng xanh còn như nhau à Như nhau này rồi. bây giờ chú xuống cái đuôi này à không này, cái đường đó này đuôi này đuôi mà này đó à không Đây. thấy chưa đó này này là cái đường này mà dưới đuôi này đó cái này cháy lâm chồm vậy đó nó do cái bờ cái cỏ này nó không chịu cháy nè Đúng rồi, mấy cái cỏ nó lì lắm. lì lắm mần chào mà con thấy cháy khô này thấy không đó cái lớn nè dưới đuôi nè Dưới đuôi hả? Cái cây nhỏ cả này là mày thấy nó xanh là mày biết rồi chứ còn gì nữa cây mới dạng nè Đâu? Nó cái còn ngang cái cây khô mà còn nguyên cái chưa chưa hả đó thấy không Mấy mấy cái cây mới dặm tốt không? thấy nó xanh dài là con nghĩ sao đó chụp không nè Nay nó bén đọt rồi ha. Đó là bữa trước mà còn có phân 30 mười mười đó cô bỏ hết cả hết cái này là hết luôn á đó đi đột vậy đó nè đột này à. Xanh dài đó đó cây lớn xanh mặt bằng là cây lớn này xanh dài vậy cho chú không có con tốt chứ kìa quay con coi luôn á chưa còn 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 dưới 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 đuôi suối dưới đuôi suối đây nè Không, đuôi này là đuôi bên hông, còn đuôi chuối là đuôi dưới đít vườn cơ mà. ở đít vườn là đằng kia vậy nữa Dưới... cái này là cái đuôi mà mình vừa bước vô mà máu vô nè nghe phải không Đúng rồi, còn đuôi là dưới đi dưới quấy á. dưới cuối đây đó. Mấy cái cây này yếu nhất mà nó cũng đâu có bị sao đâu nè Cây đấy yếu, cháu nhớ cây đấy rồi đó gần hai cái dừa ba cái dừa đó phải không đó là xung quanh là chú sụt hết luôn đó cây này cũng là ít mà cũng xanh vậy nè phải không Đúng rồi, cháu nhớ mấy cái này là ở ở ở đầu rẫy đấy. Không cứ ngang cái bờ theo cái bờ suối này đó cây nhỏ mới dọ cũng xanh nè Mấy cây hình như hôm bữa là cháu dặm vô đâu năm năm sáu cây con đấy đó không rồi cái thương là cô ấy nè
xét chỗ nào. Rồi ra bắt đợi đất bữa nay là ráo rồi nè. Đất này ráo hả? Đất ráo rồi. À, cây ri nè, cây ri nè. Đó, cây ri. À. Cây ri này là cho nó đỡ ẩm quá. Nào, anh bắt tì lên không? Ờ. Ở này khô đấy nè. À. À, thấy xà nông nè, con thấy xà nông. Xanh. Đó. Đó, có cái nồi giòn con tay con chỉ coi. Đó. À. Trống trơn vậy đó. Trống trơn vậy mà kêu là chắc chết. Nó cho không 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 phải là chú chứ. Đây vậy, một dặn cho đưa phát cỏ mà còn phải quay lên cho con coi đấy. Phát bồn á. Chú đang phát bồn hả? Ờ, đừng phát bồn để bỏ phân á, chị nó bỏ phân á. À. Chiều nó mai thì bỏ phân rồi mà mốc là bơm thuốc cho con, bơm thuốc cài nè. Bây giờ lá mình thấy nó xanh dài nè, đục non mà nó xanh dài nè. Thấy không? À. Hôm qua ở đây có mưa không? Không. Không mưa. Qua ở đây có mưa. Ừ. Dưới. Ô, nó xanh dài, mày nghĩ sao? Mà cái này sắp chết, để tao gặp hơn để tao nói đó. Thôi nói làm gì, đấy là cái người mua thì lúc nào họ chả có tâm lý họ phải che họ mới mua được giá rẻ chứ chú ơi. Dàn lá này con này có dàn lá viên hông của họ này. Còn sao mà vẫy người ta đâu? Đây đi qua cái đải mà cái bên của con mà các cô có chắc. Dạ. Nào nhận lận. À cháu nhớ rồi, cháu nhớ cái đoạn này rồi. Bên ngồi bên cho cái nhỏ sai đó. Biết cái rồi. Sai đó. À. À. Cái nó làm gì là bị cục bằng bằng cây mình, cây mình mạch này, cây của họ nè. À. Kìa, cỏ của họ nè, họ cũng bơm rồi mà cỏ ra nè. Thấy không? À. Nhìn cái chùa của họ nè, có thấy không? Dạ, chú nhớ rồi. Đấy, à. chú đi theo cái đường biên đấy, chú đi xuống dưới. Trời ơi, cây của mình này nè. À. Này là cây dây tanh này nè, thấy không? Là, đúng rồi. Thì người mua mà họ phải... Đấy cái cây khô đấy nó làm sao nó cứ ra đọt cái nó cháy ấy, chú ơi. Nó bị rễ á. Chữa được không? Cây này chữa được. Cái này. Được cái này là phải đi mình vừa Arifo ốc anh. Arifo đi rồi mình đổ gấp. À có gì chú chữa cho cháu với. Rồi. Đó, cây của mình đấy. Đó, mình chưa thấy là có lá lụa rồi đó, thấy không? À. Có cây của họ nó đâu có đi đâu, thấy chưa? Cây họ là tới mùa họ mới chăm. Cái vườn bên đấy cháu chó quen cái vườn bên đấy rồi. Chừng này, nào? Này, có cây của mình nè, bây giờ mà nó đi đâu đục mập mập nha nè. À. Thấy không? À. Ờ. À. Mập ghê ha. Ừ. Đó. Đấy. À. Mình đó. Thấy chỗ này lá này đen này. Nói chung là cái tao mấy cây nhỏ mày thấy không? Đó, cây nhỏ này. Ừ. Nè. Đó, cây tao này con nó đi bung đột nè. Ôi giời, trời ơi, cây này nó bung tụ tia te to luôn ha. Ờ, đó, cây này cũng vậy nè. À. Tới dưới cùng chưa? À này cái cây lớn cuối cùng ngang cái bụi dao cái tanh này nè. Lớn. Nhớ. À này, có mấy cây tơ nè, xanh đen vậy đó. À. Mà lá mà bóng một thấy không? Ừ. Đó. Đấy là cháu bảo cái khúc phía dưới này nó hay nó đất nó thấp này chú ơi. Rồi biết rồi. À nè, đó, đây là bụi cuối là cuối cùng nè. À thấy nhớ rồi. Cái dòng cây xanh xanh không? Xanh. Đó. Chứ không có quảng cáo. Qua chỉ cho tôi con khỏi lo. Rồi. Nói chung chú ủi làm là cháu yên tâm rồi. Mày thấy cái tao mà nó đi đột cả này là mày bé à. À. Đó. Cây nào cũng như cây nái thôi chứ cái này đó. Thấy chưa? À. À tao này. Đó đột này. À đây là con này. À. À. Lá cái lá nó xanh đen ha. Ừ. Mẹ mày chết đâu mà đó là nãy giờ mày có cái cây này thấy không? Cái cây cháu dặm ở dưới đuôi ấy còn sống không? Không. Không. Cái này có cây nhỏ này mà chưa đi được nè. À. Cây mà mới dặm.
nó xài ra là yếu nhất đó. Yếu nhất hả? Rồi. Với cái là mà bị gốc mà chú chỉ ngay gốc phù á. Dạ. Cháu nhớ là cháu dặm 5-6 cây gì đó. Còn nguyên cái đoạn này là chưa chưa làm kịp này, bữa nay cô đừng làm này. Đâu, cây nào Cầm chưa bên làm đâu. đó. Đó. À, như Đó, cây cái cây vậy đó mà ai à. cái anh này cái nó đi được đó to đó Nhìn nó sung vậy thôi chứ chê gì nữa nhỉ. quạt tôi con thấy chưa Thấy rồi. Ủa, mình cháu này đi được nè không chú làm lại tới đây rồi nè à đó bỏ đóng tới đây tới đây tới đây rồi còn hết từ đó vô đó rồi cô bên này cô làm nè à cho không nhiều quá này thấy cái giò cái bự không cái gì nhiều chú ơi hả cái gì thấy nhiều là công việc chú nó nhiều quá thấy không lò mà thấy 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 trống không thấy à trước trời trời vương nhãi này mấy cái này là chú giật thấy thấy trống không à nó ý là hồi trước là cháu dịch đi một cữ ở đấy mà nó còn rậm cỡ ở đấy đấy. Trống rồi à Ừ. cái tao này chú lòm hết nè lòm là cành nào ra cành lái cái đĩa rồi tùm không có được để nó rấu đất ráo thành chứ nữa nó đúng không? Mình ẩm biết à À. cái bự dòng lá nó xanh đen vậy nè rồi 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 đọc đây nè À. thấy chưa phải chuẩn bị đi đọc lần này nè không À. để đưa qua mua thuốc gì phát cho nó Chừng nào mà chú ở làm cái đây đây rồi rồi chừng nào mà qua rẫy bé chú cũng quay cho cháu coi nữa nha. nè rồi rồi Mà rồi để chú đi phát đó nha phát đi mà cái gì cháu quên rồi nhỉ. rồi cứ nói vậy đi nói đi Cháu cái gì cháu quên rồi mất tiêu rồi. Đấy, chòi đây hả? chỗ đây À. Ừ. thuốc rồi chú mua chú bơm gì chưa để đây để cho con cô nè thì là rồi đó thuốc rồi rồi quay là còn vẫn để cho bị cho con đó chứ chưa có tốt À. Đấy, bữa nay cỏ chết nhìn nó thoáng đãng ra hẳn xung quanh nhà là thấy sạch sẽ luôn nè nè. bây giờ giờ ấy là phát cái máy cái này ra để mình cho bỏ phân cho nó dễ nè Dạ. Dạ. Hãy. cho nó bùng bấy bất cơ lá lá rồi để mình bỏ phân cho nó dễ Dạ. Chú cứ làm như nhà chú cho cháu. Chú làm sao làm nhà cháu như vậy. rồi rồi Đấy. đó kia đây nè Ri hả? À. có cái cục đậu đó nè À. cô trừ là một nhánh để lo lo tội lại cái thân nè thấy không À. cái cục đậu con thấy biết không ngang cái nhà luôn á Nhớ nhớ con nhớ rồi. rồi rồi Là à. còn nhập trống vậy chứ đâu phư cái nào có thả giờ con thấy cái cây nào có còn cây nào á không Có mấy cây hoa mai á chú có chừa cỏ nó lại không hay xịt nó chết luôn rồi. cái hoa mai nào cái cá hả cái nè À, cháu trồng cái đâu 10 cây á. mai Ồ, nè bữa nay nó bự dữ rồi ha. cái nè chú chú cũng phải thuốc sao cho nó mà nè À, cháu cái tưởng trồng nó này là nó cao nó dài như cái niệm là điểm mà đêm bữa nào đêm cái lưỡi vô phát được chứ xịt nó à anh thua xịt nó không chết nổi nha. nó chết nổi nó cỏ bên này thì cháy mà nàng không cháy ha con trộm này nó không cháy thôi À. nó già quá mà nó già như cái niệm mà thấy không À, nó dài lâu quá, lâu ngày quá chứ hồi trước cháu đấy cháu xịt miết. còn nó thương thì nó cũng cháy nhưng mà nó cũng đỡ hơn là Đấy cái cây này mùi nó thấy nó bị vui bệnh lắm này, cái cây trước mặt chú á, nó bị xì mổ á. Cái cây bự á, cây bự á. Ờ đấy, hả cây bự. Nó đỡ chưa? À? ở rồi nè không thua rồi nè À. Đợt đấy lúc đấy mưa nhiều nó bị xì á. nhưng mà không anh thôi thôi rồi để bữa mai là chú bữa nào có đồng là chú nó không đứt rồi có đồng là chú xịt cho con bữa nữa À xịt bữa nữa hả? Nó vẫn còn rêu đúng không? nó cũng còn ướt ướt nhưng mà chú chồng cái là nó thấy kìa làm thấy cái cây cành mập to bự không đó Tháng mấy là nó là mình xịt cái kích nụ á chú nhỉ. làm bông á hả
cái cất ra 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 cái mầm ấy. Phải thấp ở đây này, cái đoạn này là nó yếu nhất nè, hồi còn ở dưới chỗ này, ngoài đường đi vô đó, nhưng mà cây vẫn xanh vậy chứ đâu có cây nào vàng đâu Cháu nhớ cái đoạn này mà. đó, Đoạn đoạn này này là nó nó hay thấp bị nhất. úng ấy. Đây nè đó, cái cây gì nãy đó, cây gì bự nãy đó mà thấy giờ đâu đó, cây nó nằm cái thế nằm ngồi sát suối đó mà thấy cũng xanh không, nó bự chút đó không. Mai 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 mốt tới hồi mà xịt nó ra mầm ấy, mình xịt sớm sớm ấy. Mai mốt Rồi thu cho nó sớm. đó, cái con mà nó xanh dài nè không, rồi đó xanh đó không. Cây này cây bé mà. Cái mới cũng giảm á nè, À cây cây con dặm nhớ nhớ cây này rồi. còn cây dặm này cái nhỏ đây gần cái đường mà nước hơi trộn ướt ướt nè, À nhớ. cái này là À cái cây này cháu nhớ rồi. con khăn rồi đó, con bộ khăn cô lắp lại rồi thấy rồi nè, cái cây này cũng cây nở trong kia thôi À này đây nắng này, mấy cái dừa cũng bự lên là tí rồi đó. đó, cái dừa nè. Mai mốt có trái dừa ăn. Đó không, cỏ lúa này là nó cháy cháy trơn. Đấy tôi thấy vậy cũng yên tâm nhiều rồi. Chứ đừng có nói mà cái cháy cháy đâu, hồi nãy giờ con thấy cây nào cháy không? Nó Con thấy mua thì cây nào vàng không? nó mua nó nói vậy chú ạ. Nó mua Hồi nó nãy giờ phải thấy cây nào vàng không? nó mua nó nói vậy để cho nó mua được rẻ. Rẻ thôi. Đó. Cái Rồi. cây này là lòng cũng tấm toán thoáng nè. Đó, sao? Mấy cái cây này nè, cây dưới mấy đường kiểu nè, cái con nè, thấy mướt lá xanh mướt mướt vậy đây mà. Đã Cái này cũng xanh này, cái kia cũng xanh này. Cô sợ cô sợ cái bầu nó bỏ phân này ha. ha. Đất khô không? Ồ, đất này chỗ này khô rồi, khô sạc xung quanh nè. Cái tay bờ hồ cũng sạc luôn đó. Mà thay bờ này là cháy hết rồi nè. Bờ hồ là cháy hết rồi. Để chú đi phát nha. Cái gì chú chụp mấy tấm mình rồi biểu chiều bán nó bán qua cho con nha. Dạ 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 rồi rồi Rồi, tắt máy nha. rồi rồi rồi